xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện Quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, đường cát, các hạt ngọt nhỏ như cát, trong đó đường là tiên trùng của các chất tạo ngọt. Đường được thu nhận từ cây mía thuộc họ cỏ. Các thư tịch cổ của Ấn Độ khoảng năm 1500 đến năm 500 trước Công nguyên đã có các ghi chép về trồng mía. Trong khi đó, các di chỉ khảo cổ về mía có niên đại khoảng 4000 năm trước Công nguyên. Vào triều đại Vương triều Gupta khoảng năm 350 trước Công nguyên, Ấn Độ là nơi đầu tiên cô đặc thành công nước mía thành hạt nhỏ gọi là đường cát. Tại châu Âu, từ thời cổ đại, cách duy nhất tạo vị ngọt trong ẩm thực là mật ong. Tuy nhiên, mật ong có sản lượng nhỏ, khan hiếm, khó thu nhận và bảo quản. Do đó, mật ong nói chung đại diện cho sự giàu có, hạnh phúc, cho những tinh túy ngọt ngào qua các hình ảnh và thơ ca cổ đại. Đến thế kỷ 7 sau Công nguyên, đạo Hồi ra đời tại Trung Á và theo chân các thương đoàn Ả Rập, cây mía được trồng khắp vùng Trung Á và khu vực Địa Trung Hải. Đến năm 1400, mía đường đã được trồng tại Ai Cập, Syria, Jordan, Bắc Phi, Tây Ban Nha và có thể là cả Ethiopia và Zanzibar. Từ thế kỷ 7 tới thế kỷ 10 sau Công nguyên, đạo Hồi phát triển đến đỉnh cao, đánh dấu bằng việc ra đời của đế chế Ottoman, đường cát trở thành sản vật thể hiện sự trù phú và giàu có của đế chế Ottoman. Qua ngoại thường, đường cát trở thành sản phẩm thay thế mật ong trong ẩm thực. Trạng thái vật lý của đường dưới dạng tinh thể nhỏ, hòa tan rất dễ trong nước hơn là mật ong. Khi phối trộn với nước, đường không thay đổi màu sắc dung dịch, một tính chất tuyệt vời với các đầu bếp muốn chế biến và trang trí món ăn theo sự sáng tạo của riêng mình. Đường có vị ngọt dịu nhưng hậu vị đậm khi chế biến thực phẩm, rất khác biệt với vị ngọt gắt nhưng hậu vị nhạt như mật ong. Và quan trọng nhất là đường không có mùi, các đặc tính dễ nhận thấy của mật ong. Tính chất này làm đường dễ sử dụng trong các hình thức ẩm thực truyền thống như bánh kẹo của châu Âu. Các tính chất trên biến đường trở thành một trong những gia vị cơ bản trong ngành bếp. Cùng với sự phát triển của đạo Hồi, đường đã theo chân các thương đoàn Ả Rập xâm nhập, đắt tiền và có nhu cầu rất cao tại các thành phố châu Âu. Tại một lễ hội ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ năm 1582, hàng trăm mô hình bằng đường đã được tạo ra, trong đó có các mô hình động vật và một lâu đài nặng cần đến 4 người khiêng. Đến năm 1492, đế quốc Ottoman đánh bại đế quốc Đông La Mã, thống lĩnh Địa Trung Hải. Đường cát lúc này trở thành một vật phẩm đắt giá và hiếm hoi. Lý do là vì tất cả các ngà giao thương hàng hóa, trong đó có đường, đều nằm trong tay các thương đoàn Ả Rập. Sự phát triển của đường cát lên tới đỉnh cao vào thế kỷ 15, 16 và 17 cùng thời kỳ khai sáng tại châu Âu. Đường không những dùng trong thực phẩm mà còn là nguyên liệu trong dược phẩm. Điều này tồn tại cho tới ngày nay khi đường đã có tên trong dược điển của Anh và Pháp từ thời Phục Hưng, thuộc nhóm tá dược được sử dụng rất phổ biến. Trong ngành dược, trước đây thầy thuốc muốn cho các loại thuốc dễ uống hơn nên pha thêm chút vị ngọt, ban đầu là mật ong, sau đó là đường. Ngày nay người ta biết được đường tan được trong máu nên đi khắp cơ thể và được hấp thụ trực tiếp trong cơ thể theo cơ chế ưu tiên hấp thụ nhanh. Do đó khi cơ thể kiệt sức, người bệnh nặng ăn yếu, cơ thể suy nhược, khó hấp thụ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa hoặc khi thương tật, mất máu thì một ly nước đường sẽ ngay lập tức làm cơ thể tỉnh táo trong ngắn hạn. Thời Trung Cổ, người ta thực nghiệm quan sát được điều này nên đường ban đầu còn được phân loại thành thuốc chữa bệnh với rất nhiều các bài thuốc khác nhau với đường. Ngành hàng hải phát triển và các chuyến thám hiểm của Columbus vào thế kỷ 15 đã mang cây mía đường theo chân các đoàn thám hiểm tới châu Mỹ. Và tại đây, ngành công nghiệp mía đường đã bùng nổ với một ngành công nghiệp phụ trợ khác không lấy gì làm hãnh diện, buôn bán nô lệ. Vào khoảng năm 1480, cây mía đầu tiên được trồng ở quần đảo Canary và xa hơn về phía Nam, người Bồ Đào Nha đã định cư tại đảo Sao Tome vào năm 1486. Ngay sau đó, họ mang theo nô lệ da đen và trồng mía ở đó. Trong thời gian này, giữa hai siêu cường Hải Dương là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã đạt được thỏa thuận về phân chia các phần thuộc địa tại Tân Thế Giới qua Hiệp ước Tordesillas vào năm 1493. Hệ quả là người Tây Ban Nha đã độc quyền thám hiểm Nam Mỹ và người Bồ Đào Nha chỉ đặt chân tới Brazil. Chính sách khai thác nô lệ giữa các quốc gia này là hoàn toàn khác nhau. Khi Tây Ban Nha tập trung khai thác vàng thì người Bồ Đào Nha tập trung trồng mía. Ban đầu do quy mô nhỏ và nguồn cung từ Địa Trung Hải còn dồi dào nên ngành mía đường tại châu Mỹ chưa phát triển. Tuy nhiên thế kỷ 15, người Thổ chinh phục Syria năm 1516, từ năm 1520 đến năm 1570, đế quốc Ottoman bành trướng ra đảo Ship, Hy Lạp, Ai Cập và Bắc Phi. Chiến tranh và sự độc quyền đường của người Ả Rập đã đẩy giá đường lên rất cao và từ đó châu Mỹ dần dần trở thành trung tâm ngành công nghiệp mía đường. Cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều khai thác mía đường dựa vào ưu thế hàng hải và thuộc địa của mình. Có thể ví von rằng không có chế độ nô lệ, có thể không có ngành công nghiệp mía đường, nhưng không có mía đường sẽ không có quá nhiều nô lệ trên thế giới. Năm 1627, người Anh đặt chân lên Barbados và cùng với sự lớn mạnh của đế quốc Anh, đường đã trở thành ngành công nghiệp toàn cầu lúc bấy giờ, giao thương qua các kênh hàng hải giữa Địa Trung Hải, châu Mỹ và châu Âu. Năm 1747, Andreas Schliemann-Markgraf, nhà hóa học người Đức, tìm ra phương pháp thu nhận đường trong củ cải đường.
Phát minh này ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ các nhà sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên năm 1789, khi Napoleon làm hoàng đế Pháp và gây ra các cuộc chiến tranh khắp châu Âu, dẫn đến việc thiếu hụt về đường. Từ đó ngành đường lại bổ sung thêm một nhánh mới, phát triển tới tận ngày nay là củ cải đường. Một nhà máy tinh chế đường từ củ cải vào năm 1797 ở Bohemia, Trung Âu được xây dựng và một nhà máy khác được mở tại Horowitz vào năm 1800. Sau đó người Pháp đã nghiên cứu ngành củ cải đường. Moritz von Aufenberg xây dựng một nhà máy bắt đầu sản xuất vào năm 1806. Sau đó, Napoleon đã ra lệnh mở rộng ngành công nghiệp củ cải đường của Pháp và đến năm 1813, Pháp có 334 nhà máy sản xuất gần 4.000 tấn đường từ củ cải. Pháp vẫn sản xuất đường từ mía. Tuy nhiên, sau khi thua trận Waterloo vào năm 1815, Pháp mất luôn các thuộc địa ở Caribe. Do đó, Pháp chỉ có cách duy nhất có đường thông qua phát triển ngành củ cải đường. Từ đây, hình thành thế cạnh tranh cho tới ngày nay giữa mía đường và củ cải đường. Thế kỷ 19 và thế kỷ 20 chứng kiến các thay đổi lớn lao trên thế giới và ít nhiều tác động mạnh tới ngành đường. Đầu tiên là sự tan rã của hệ thống thuộc địa dẫn tới sự cáo chung của chế độ nô lệ. Do đó, công nghiệp đường cần cải thiện hiệu suất sản xuất chứ không thể dựa trên số lượng lao động quy mô lớn như trước. Đồng thời, năm 1900, dân số thế giới lúc này tăng lên 1,2 tỷ người. Do đó, nhu cầu dinh dưỡng tăng đột biến cùng với sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai, điển hình là sự ra đời của đầu máy hơi nước và sự cơ giới hóa, ngành đường đã có những thay đổi mạnh mẽ. Cây mía chỉ có thể được trồng ở vùng nhiệt đới. Vào những năm 1800, vùng trồng mía bị hạn chế và phân tán quanh khu vực các đảo Caribe và Brazil. Đến năm 1900, mía đường được trồng đại trà trên quy mô lớn ở tất cả các thuộc địa nhiệt đới và bán nhiệt đới. Đến năm 2000, đã có hơn 100 quốc gia trồng mía. Thế kỷ 19, sự phát triển của thiết bị hơi nước và thành lập các nhà máy đường tập trung, cơ giới hóa cao đã chế biến mía hiệu quả hơn, đẩy nhanh toàn bộ quá trình sản xuất đường. Những nhà máy đường đã hấp thụ khối lượng mía khổng lồ và do đó thay đổi quy mô làm việc trên các đồn điền mía đường. Để giữ cho các nhà máy đạt công suất và hiệu suất cao nhất, diện tích đất trồng mía tăng đáng kể và các đồn điền trở nên lớn hơn. Vào giữa thế kỷ 18, một đồn điền mía đường có diện tích khoảng 2.000 mẫu ảnh. Đến năm 1900, con số này là 10.000 mẫu ảnh, tức khoảng 4.047 hectare. Do đó, phương pháp tinh chế đường có sự thay đổi lớn. Đầu tiên là quá trình cô đặc liên tục trong các nồi nấu. Phương pháp này phát triển từ phương pháp cô đặc đường truyền thống dạng từng mẻ từ thời cổ đại. Điểm khác nhau là thay vì nấu cạn siro thì dung dịch siro được nấu tới nồng độ nhất định sẽ được dẫn qua chảo nấu tiếp theo và chảo đầu thì được châm thêm siro của mẻ mới. Sau đó, Edward Jack Howard đã phát minh ra việc nấu đường trong các chảo khiến, đun bằng hơi nước và tạo áp suất chân không trong chảo vào năm 1813. Nguyên tắc của Edward được sử dụng cho tới ngày nay trong ngành công nghiệp mía đường. Người ta thu nhận đường đơn giản như sau. Mía được ép thu nước mía, nấu nước mía thành dung dịch đặc gọi là siro đường. Để nguội, siro sẽ đông lại thành khối. Tuy nhiên, trên bề mặt khối siro sẽ tạo thành các lớp hạt li ti, đó là hiện tượng tạo tinh thể đường. Người Ấn Độ tìm ra điều này từ thời cổ đại. Người châu Âu đơn giản là nấu siro bằng chảo vì như thế thể tích khối siro là nhỏ nhất và diện tích lớp mặt là lớn nhất, khi đó đường thu được nhiều nhất. Một câu hỏi đặt ra là việc thực hiện tinh chế đường ở đâu? Trong các điều kiện hạn chế thời bấy giờ cho đến thế kỷ 20, những chuyến đi biển dài, các tinh thể đường sẽ dính lại với nhau thành khối rắn gọi là hiện tượng lại đường dưới điều kiện ẩm ướt trên biển. Cho đến khi tàu hơi nước trở nên phổ biến, đường phải được tinh chế gần thị trường tiêu thụ để có phẩm chất tốt nhất. Đây là một trong các lý do ra đời của nước Úc, nơi tập trung ngành tinh chế đường của đế quốc Anh. Việc vận chuyển mía xuyên đại dương còn dẫn đến việc tình cờ phát hiện ra rượu rum khi mía bị nhiễm nấm mèn và lên men rượu. Và cũng tương tự như đường cát, sau một khoảng thời gian để hoàn thiện quy trình sản xuất thì rượu rum cũng là một trong những sản phẩm nức tiếng từ thế kỷ 16, thế kỷ 17 đến ngày nay. Bước vào thế kỷ 21, công nghiệp mía đường tạo tiền đề phát triển ra hàng loạt các tên tuổi khác trong ngành bánh kẹo, nước giải khát. Tuy nhiên, một thách thức khác xuất hiện. Vào năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng khoảng 2 tỷ người, gần 1/3 dân số thế giới được phân loại là thừa cân, trong đó khoảng 600 triệu người được công nhận lâm sàng là béo phì. Không chỉ ở phương Tây, có hàng triệu người béo phì trên toàn thế giới. Và khi tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề toàn cầu này, các chuyên gia dinh dưỡng kết luận là do đường. Dân số thế giới từ lâu đã tiêu thụ một lượng lớn chất ngọt chưa từng thấy, với kết quả không thể tránh khỏi là tăng cân không kiểm soát được và những vấn đề về sức khỏe. Không ai mong muốn và không hề đơn giản để đường biến mất. Đó là một ngành công nghiệp sử dụng quá nhiều lao động và gắn bó quá sâu với văn hóa và lịch sử loài người. Hiện tại, có hơn 120 quốc gia sản xuất 180 triệu tấn đường hàng năm. Đường mía tiếp tục chiếm 2/3 nguồn cung đường thế giới, giống như cách đây 4 thế kỷ. Và cũng như mọi người đã biết từ hàng thiên niên kỳ, ngọt ngào là hình thức cơ bản nhất của ngon miệng và niềm vui.